túi thuốc đã bạc màu thời gian này, đã theo ông Nguyễn Lạng gần 50 năm qua. Ông Lạng ở làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Trước năm 1975, ông hành nghề y. Sau giải phóng, ông được đào tạo chuyên môn rồi làm việc tại trạm y tế địa phương. Và đến tuổi hưu, ông về làm cộng tác viên y tế thôn. Với chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, ông được bà con dân làng tin cậy. Dù đêm hôm hay mưa rét, khi có người đau ốm, ông đều đến tận nơi thăm bệnh, săn sóc tận tình, chu đáo cho bệnh nhân. Với những người nghèo, ông chữa trị hoàn toàn miễn phí. Ở làng Đại Bình, có nhiều người cao tuổi hay đau ốm. Lại là vùng đòn ngang cách trở, nên không phải ai cũng đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Vì vậy, trong làng có một người như ông Lạng là điều đáng quý, nhất là trong những tình huống người bệnh bất ngờ. Nhiều năm qua, có khá nhiều người đau ốm bất ngờ, lâm tình trạng thập tử nhất sinh. Được ông Lạng có mặt cứu chữa kịp thời, giúp họ thoát khỏi bàn tay tử thần. Công việc làm kể ra rất là khó khăn, nhưng mà vì cái lương tâm của mình, lương tâm nghề nghiệp, và mình nghĩ cho mọi người có đôi khi họ cũng cần mình. Cho nên mình phải có một cái lương tâm đối với những người họ cần đến mình phải giúp đỡ. Và vì mình biết nghề nghiệp, cho nên mình giúp đỡ cho những người mà lương họ cần, họ nằm tại chỗ, không đến những bệnh viện được. Nay dù tuổi đã cao, nhưng ông Lạng vẫn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng phục vụ nhân dân, như phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, v.v. Ngoài việc khám chữa bệnh thường ngày của một y tá thôn, ông còn là tuyên truyền viên tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Dù con cái đều đã thành đạt và mong ông nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, nhưng với ông Lạng, niềm vui lớn nhất là được cống hiến, giúp đỡ bà con trong làng. Ngày xưa bị cắt đò ngang sông, nhưng với cái bàn tay và khối óc và lòng nhiệt huyết của bác đã tham gia giúp đỡ rất là nhiều người đấy, trong nhân dân. Thì đứng về phía góc độ địa phương thì chúng tôi rất mong và cần có những cái con người như vậy để tạo điều kiện cho nhân dân tốt hơn. Mặc dù lúc mà trái gió trở trời, mà khi mà hệ thống y tế chính quy nó không đến nơi được, thì điều đó là điều rất là trân trọng và cũng ghi cái công ơn của các bác. Nhớ lời dạy của bác, lương y như từ mẫu. Hằng ngày, người thầy thuốc già vẫn lặng lẽ cùng chiếc xe đạp trên nhiều nẻo đường quê, phục vụ bà con ở làng quê. Còn đây là y sĩ Nguyễn Thị Nga, trạm trưởng trạm y tế thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Y sĩ Nga tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Tam Kỳ năm 1985 và về công tác từ đó đến nay. Cũng từ thời điểm đó, ngoài công việc ở trạm, y sĩ Nga còn thường xuyên đến thăm khám và kê thuốc chữa bệnh cho những bệnh nhân gần nhà. Lâu dần, tiếng lành đồn xa, những người nhà bệnh nhân ở xa hơn cũng cậy nhờ y sĩ Nga đến nhà thăm khám. Với lương tâm người thầy thuốc, y sĩ Nga chưa từng từ chối lời nhờ vả của ai bao giờ. Với một cái tấm, với cái tinh thần là làm tấm lòng tự nguyện, gần gũi với những người dân ở trong thôn xóm, trong những cái ngày, những cái đêm hoặc là đau ốm và cắt trở, thì mình là những người mà y tế ở gần dân, thì mình cũng có thể là đến để mà thăm hỏi, rồi là đo huyết áp, rồi mình tư vấn cho cái người bệnh nhá, người ta họ nắm bắt được những cái bệnh hoạn của mình, mà để rồi mình chuyển người ta đi những cái đây đấy là những cái tuyến mà trung tâm y tế để người ta khám chữa bệnh. Cái điều làm đó tôi thấy rằng là với tinh thần là mình cảm thấy là mình rất là vui vẻ, mình giúp cho họ một cái gì đó, mình cảm thấy đem lại cho mình cái niềm sung sướng, tại vì đó là một cái hạnh phúc của cái ngành của mình đã tự chọn.
Không ngại nắng mưa, đêm tối, ngày nào y sĩ Nga cũng đến thăm khám cho những người cao tuổi và bệnh nhân bại liệt không thể đến các trung tâm y tế ở địa phương. Dù công việc hiện tại của một trạm trưởng trạm y tế vô cùng vất vả, nhưng y sĩ Nga vẫn cố gắng cân đối thời gian để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chăm sóc tốt cho bệnh nhân ở thôn xóm. Đặc biệt, trước mỗi đợt tiêm phòng hay có chương trình y tế cộng đồng được tổ chức, y sĩ Nga còn không ngại đến từng nhà có bệnh nhân hoặc trẻ em để nhắc nhở đến khám. Nhờ sự tận tụy với thôn xóm như vậy mà y sĩ Nga luôn được mọi người quý trọng. Sự quan tâm giúp đỡ của trạm y tế Rắn Long Phước, đặc biệt là của Nga, cũng thường xuyên đến chăm sóc sức khỏe cho bà, đo huyết áp, kiểm tra này kia, những vấn đề như vậy thì gia đình rất là biết ơn trạm y tế đã có sự quan tâm giúp đỡ đối với gia đình để bà được khỏe hơn, bà còn sống với con cháu được lâu dài hơn. Những năm qua, với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, y sĩ Nguyễn Thị Nga đã được Bộ Y tế tặng bằng khen trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nhiều bằng khen, giấy khen khác về chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và huyện Duy Xuyên. Còn với lương y Trương Công Bình ở thôn Hương Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, việc châm cứu, bóp thuốc đã giúp ông cứu giúp hàng chục trường hợp nguy kịch liên quan đến các căn bệnh thần kinh trong nhiều năm qua. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hành nghề đông y, ngay từ nhỏ, ông Bình đã theo người cha y sĩ của mình bóp thuốc, châm cứu, bắt mạch. Năm 2001, ông tốt nghiệp khóa lương y đa khoa tại tỉnh Bến Tre. Sau đó, ông về công tác tại huyện Thăng Bình. Gần 40 năm bốc thuốc cứu người, hiện ông Bình là thành viên ban chấp hành Hội Đông y huyện Thăng Bình, đứng chân tại trung tâm y tế xã Bình Triều. Hàng ngày, ngoài châm cứu, bốc thuốc cho những trường hợp trên địa bàn xã mắc các triệu chứng về thần kinh tại trạm, thì ông Bình còn đến tận nhà những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi không có khả năng đi lại được. Bà Võ Thị Tòng ở thôn Bình Khương, xã Bình Giang, mắc bệnh cuộc sống đã nhiều năm nay. Đi lại rất khó khăn nên không thể đến bệnh viện thường xuyên. Dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng bệnh vẫn không chuyển biến tích cực. Hơn 2 tuần nay, nhờ lương y Bình đến nhà điều trị bằng phương pháp châm cứu và bằng nhiều lời khuyên bổ ích, hiện sức khỏe của bà đã khá hơn và bà có thể lao động bình thường như trước đây. Tôi thấy ổng cũng điều trị thấy cũng hiệu quả. Nên tôi cũng cố gắng đi để được nhà mua đợi, ngày nãy chứ. Cũng sợ lắm bữa liệt nằm chỗ. Cái tuổi của mình cũng đang còn vật vật lậm lùm lụm chứ còn nằm chỗ thì khó khăn lắm. Với phương pháp châm cứu, mỗi bệnh nhân cần ít nhất khoảng 3 tuần điều trị liên tục. Dù những trường hợp ở các vùng xa của huyện như Bình Giang, Bình Minh, Bình Sa, nhưng ông luôn nhiệt tình nhận lời. Gặp gia cảnh khó khăn, ông còn giảm tiền chi phí châm cứu và bóc thuốc. Nhiều trường hợp bại liệt, tai biến cùng từ phương pháp châm cứu này của ông đã dần hồi phục trở lại. Mình rất là hân phấn và hãnh diện được mình được phục hồi cho người ta. Mình cũng cố gắng để phát triển những cái mà nhà nước làm không được, mình làm được. Mấy cái bệnh mình nhà nước làm không được bởi vì họ không có tiêu chuẩn án cá bà rây của họ. Họ nhà nước là làm cho thuốc là không có do dõm những cái vậy, lên động những cái thuốc để quyết toán với bảo hiểm. Còn mình là mình mua về mình bán lại, tất nhiên là cái bài thuốc của mình rất là ổn đọc yêu cầu hơn. Những bước chân lặng thầm giữa trưa nắng của ông làng, y tá Nga hay lương y Bình vẫn miệt mài trên những con đường làng quen thuộc. Có thể nói, họ là những cán bộ y tế gần dân nhất, bởi từ trẻ nhỏ cho đến người già đều biết đến và rất trân quý công sức, y đức của họ.
Dù lĩnh vực y tế trong thời gian tới có phát triển đến đâu chăng nữa, thì ở xóm làng luôn cần đến những lương y như vậy.